Tâm dịch Vĩnh Phúc chính thức dỡ lệnh cách ly, người dân Việt Nam chiến thắng trận chiến đầu tiên với Covid-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố, từ 0 giờ ngày 4 tháng 3, dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cách ly đối với tâm dịch Covid-19 của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam đã khống chế tốt dịch bệnh và giành chiến thắng trong trận chiến đầu tiên với Covid-19. Dù các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam đã kiểm soát dịch rất tốt, thậm chí các tổ chức này và đại diện một số nước còn đánh giá Việt Nam tốt hơn cả nước A, nước B. Nhưng với sự nghiêm túc và khiêm tốn vốn có của người Việt, chúng ta chỉ khẳng định Việt Nam đã làm tốt trong đợt dịch đầu tiên. Những lời phát biểu đầy xúc động của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong hội nghị ngành y tế ngày 25 tháng 2 đã dấy lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam. Khi Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, là quốc gia có đường biên giới dài với Trung Quốc, đại bộ phận người Việt không khỏi lo lắng. Thời điểm dịch bệnh bùng phát lại đúng vào dịp Tết Nguyên đán, có nhiều lao động, sinh viên học tập từ Trung Quốc về nước ăn Tết. Đúng đêm giao thừa ngày 25 tháng 1, Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới chính thức thực hiện lệnh cách ly y tế bắt buộc. Tại thời điểm đó, Việt Nam đã thực hiện ở mức cao hơn so với mức cảnh báo y tế của thế giới và bắt buộc phải giải trình với WHO. Tuy nhiên sau này, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định một trong những lý do giúp Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh chính là đã biết đi trước đón đầu. Ngày 12 tháng 2, Việt Nam ghi nhận hai ca nhiễm Covid đầu tiên là hai bố con người Trung Quốc đang du lịch ở Việt Nam. Ngay sau đó, họ được cách ly hoàn toàn ở bệnh viện Chợ Giấy, kéo theo rất nhiều người khác nằm trong diện cách ly. Với lộ trình di chuyển phức tạp từ Bắc vào Nam, không ít người lo lắng hai bố con người Trung Quốc có thể sẽ là nguyên nhân gây ra đại dịch ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiểm soát, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, hai người Trung Quốc được ra viện và đưa về nước. Tiếp đó là hai trường hợp xác nhận nhiễm Covid-19 ở Thanh Hóa và Khánh Hòa. Cùng thời điểm này, Vĩnh Phúc ghi nhận 6 ca nhiễm Covid-19 trong một gia đình. Con số này tiếp tục tăng gấp đôi lên 12, sau đó ít ngày, trong đó có một bé gái 3 tháng tuổi, nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 16. Đến ngày 12 tháng 2, xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc được xác định là tâm dịch Covid-19 ở Việt Nam và bị cách ly hoàn toàn. Hơn 150 y bác sĩ giàu kinh nghiệm đã lên đường tới Sơn Lôi chống dịch. Xã Sơn Lôi lập 12 chốt kiểm dịch quanh xã, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tuy là tâm dịch, nhưng hầu hết người dân Vĩnh Phúc và ngay cả những bệnh nhân dương tính với Covid-19 đều tỏ ra lạc quan. Thậm chí người dân xã Sơn Lôi còn khẳng định, chủ trương cách ly là hoàn toàn đúng, chúng tôi hiểu đây là cách duy nhất để dập tắt dịch bệnh tại Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực cố gắng của y bác sĩ, đến sáng ngày 26 tháng 2, bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã xuất viện trở về đoàn tụ với gia đình. Tính đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới và chúng ta có thể tự hào khẳng định Việt Nam đã chiến thắng trận chiến đầu tiên với Covid-19. WHO và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, đều ca ngợi thành tích của Việt Nam và ngỏ ý muốn học hỏi phương pháp chữa trị. Không chỉ vậy, Việt Nam còn là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã chế tạo thành công kit tử nhanh virus corona trong vòng 70 phút và là quốc gia thứ tư nuôi cấy phân lập thành công virus Covid-19. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới, tính đến thời điểm hiện tại không có người tử vong do Covid-19. Thời gian tới, Việt Nam sẽ bước vào trận chiến thứ hai với Covid-19 với số lượng người dân từ tâm dịch Hàn Quốc trở về. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, chỉ cần người dân Việt Nam đồng lòng, chung tay và giữ kỷ luật, Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trong trận chiến tiếp theo này.